chat ở trên cái khung live stream. Dạ thưa sư, con có một câu hỏi về sự mất dần của Tam Tạng Kinh điển Pali, mong sư giải đáp giúp. Theo con được biết, Đức Phật tiên tri nói rằng giáo pháp của Ngài sẽ tồn tại 5.000 năm. Con thắc mắc là 5.001 chánh pháp sẽ bắt đầu mất từ từ, hay là trong 5.000 sẽ mất tất cả và 5.000 năm thực sự kết thúc vậy sư? Thì ở trong Milinda Panha đó, tức là Mi Tiên Vấn Đáp đó, thì Ngài Nagasena Ngài nói như thế này nè. Cái 5.000 năm á, là một con số tương đối. Nó giống như là người cha để lại tài sản cho người con, và dự đoán á, là cái tài sản này á, là con có thể tiêu xài trong vòng là 50 năm. Thì cái 50 năm đó là con số tương đối. Tức là nếu như người con cứ cái kiểu sống như vậy, không có gì thay đổi, thì nó đúng 50 năm. Nhưng nếu người con đổi tính, ăn chơi nhiều hơn, rồi có cờ bạc, rượu chè, hút sách các thứ, thì đương nhiên con số 50 năm đó nó sẽ giảm thiểu. Còn nếu như người con có sự nỗ lực hơn, tức là cố gắng nhiều hơn nữa, thì cái tài sản đó nó có thể được kéo dài. Cho nên á, là Ngài Nagasena nói trong Milinda Panha đó, là con số 5.000 năm này á, là con số có thể biến động tùy theo chư Tăng, những người tu hành, Tăng Ni Phật tử. Mình càng nỗ lực thì mình có thể có hy vọng kéo dài được một tí. Còn mình thả trôi, thả nổi luôn thì cái tuổi thọ giáo pháp nó sẽ ngắn hơn. Còn cái tuổi thọ ở đây á, là tới đó là chấm dứt luôn. Sư lấy ví dụ như bây giờ mình nói một người thọ 80 tuổi, tức là tới 80 tuổi là họ chết, họ ngắt luôn. Chứ không thể nào nói một người thọ 80 tuổi là tới 80 tuổi là họ còn đi bơi được, là chuyện nó không có. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.